Tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, những ngày qua tình trạng cá chết hàng loạt đã diễn ra tại xã Tiền Tiến. Tính tới thời điểm hiện tại đã có gần 200 tấn cá chết tại các lồng nuôi cá của người dân nơi đây. Tính đến thời điểm hiện tại, xã Tiền Tiến, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 197 tấn cá chết của 24 hộ nuôi cá lồng. Hộ thiệt hại nhiều nhất lên tới 60 tấn cá chết. Phần lớn cá sắp đến kỳ cho thu hoạch. Xã Tiền Tiến hiện có 54 hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình với tổng số 912 lồng. Các loại cá được nuôi chủ yếu là cá rêu hồng, chấm, chép giòn. Nghề nuôi cá lồng mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Hiện các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc lấy mẫu nước, bệnh phẩm, đem đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Liên quan vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào tối ngày 1 tháng 4, chiều qua 2 tháng 4, Ủy ban nhân dân quận 8 đã thông tin chi tiết về vụ việc. Chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng để sớm ổn định lại cuộc sống. Đến trưa ngày 2 tháng 4, khu vực hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để lực lượng chức năng tiếp tục làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân trong khu vực cháy vẫn còn hoang mang và chưa thể trở về nhà để dọn dẹp, tìm kiếm đồ đạc, tài sản. Lúc mà có tiếng báo động cháy thì em tự trong nhà em chạy ra em coi thì phát hiện là khói đang bốc lên cao, do đó là vật liệu gỗ nhiều và mình nhà san sát nhau nữa cho nên là lửa nó bùng lên rất là nhanh. Theo Ủy ban nhân dân quận 8, vụ hỏa hoạn đã khiến một xưởng gỗ và 3 nhà dân bị cháy hoàn toàn, 6 hộ bị ảnh hưởng với 26 nhân khẩu, tổng diện tích cháy là 470 m². Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm động viên bà con bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Chính quyền phường cũng đã bố trí chỗ nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân, thực phẩm cho các hộ dân. Chúng tôi đã phối kết hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của quận và các mạnh thường quân trên địa bàn quận 8 thì đã xuống xác định và hỗ trợ chăm lo. Thì mỗi mỗi hộ mà cháy thì từ 35 tới 40 triệu. Hộ bị ảnh hưởng thì 10 triệu cho một hộ dân. Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định ngọn lửa xuất phát từ xưởng gỗ cũ rồi lan sang các nhà dân. Khu vực cháy nằm sâu bên trong khu dân cư nên việc tiếp cận gốc lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh với các phương án chữa cháy đường bộ, đường thủy cũng đã giúp dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan, bảo vệ được dãy nhà khoảng 1.120 m² liền kề khu nhà cháy, không có thương vong về người.